Chúa kết hợp loài người để giúp đỡ có nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sức xây đời, cảm tạ Chúa trên trời. Duyên ngôi cao chứng cho chúng con phút này, trong danh Cha toàn năng. Khi yên vui, khi lo âu vẫn không đổi rời. Nay suy tư, mai cùng nhau vượt qua. Adam ơi, hãy yêu vợ hiền. Eva ơi, hãy vâng lời chồng. Jesus Christ Chúa là đầu, cả hội thánh là thân. Nay đôi ta đã thành một rồi, ta yêu nhau đến cuối cuộc đời. Chia cho nhau cả vui lẫn buồn, đẹp lòng Chúa trên trời. Xin ngôi cao chứng cho chúng con.
rằng sung sướng vui buồn có nhau thôi, chia nhau nước mắt cũng như chia nụ cười. Từ giờ cho đến khi gặp Chúa trên trời, tay cầm tay dìu nhau tới đồng xanh, không rời xa đấng chan nhân lành. Đem tình yêu điểm tô cõi trần ai, thành nguồn ơn phước cho mọi nơi. Hôm nay đám cưới nỗi vui dâng dạt dào, người người thân chúc chu rể với cô dâu, yêu nhau mãi mãi nắng mưa không nhạt phai, trọn đời bên Chúa xây hạnh phúc trong Ngài, trọn đời bên Chúa xây hạnh phúc trong Ngài. Rồi chan hoa tiên nắng vàng, mừng vui ta sánh đôi trên đường dài tươi sáng. Mùa xuân sang muôn cùng đàn ngân bài ca lắng trầm, đưa ta về nương bên Chúa cùng xây tổ ấm. Nắm tay nhau mình về miền hoa thắm không phai tàn, sống bên nhau đời mình vàng câu hát cùng đàn. Đến mai sau còn nồng nàn tình yêu thương Chúa ban, dù mưa nắng chậm nhạt nhòa dưới chân thời gian. Giờ thành hôn đôi ta cùng nhau khi nơi thánh đường, thầm cầu mong phước thiêng liêng từ trời ban xuống. Tình yêu thương dâng hiền lòng tuôn tràn trong nắng lòng, đem hy vọng vui tươi đến điểm tô cuộc sống. Nắm tay nhau mình về miền hoa thắm không phai tàn, sống bên nhau đời mình vàng câu hát cùng đàn. Sau còn nồng nàn tình yêu thương Chúa ban, dù mưa nắng chẳng nhạt nhòa dưới chân thời gian. Người yêu ơi, ta chung bàn tay dâng say cõi trời, cùng nhau soi ánh sáng thiên thượng vào đêm tối. Làm xong xuôi bao công việc trong vương nho Chúa trời, không quên lời đôi ta ước nguyện trong ngày cưới. Nắm tay nhau mình về miền hoa thắm không phai tàn, sống bên nhau đời mình vàng câu hát cùng đàn. Đến mai sau còn nồng nàn tình yêu thương Chúa ban, dù mưa nắng chẳng nhạt nhòa dưới chân thời gian. Nắm tay nhau mình về miền hoa thắm không phai tàn, sống bên nhau đời mình vàng câu hát cùng đàn. Đến mai sau còn nồng nàn tình yêu thương Chúa ban, dù mưa nắng chẳng nhạt nhòa dưới chân thời gian. Tình yêu Chúa ban cho tuyệt vời thay, niềm hạnh phúc cha ban như món quà. Đây hai trái tim mang theo tình yêu mãi mãi, tình yêu Chúa kết ước cho chính hai bạn hôm nay. Này tình yêu Giêsu ban cho, hãy gìn giữ bên lòng và yêu thương quan tâm sẻ chia mọi buồn vui hay lúc ôm đau, luôn luôn mãi mãi dành cho Ngài hạnh phúc khiến cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày
về tình yêu ngày đã ban. Nguyện cầu Cha yêu thương ban cho tình yêu lứa đôi bền lâu, trọn đời yêu thương nhau mãi luôn, từ ngày sống xứng đáng cho Ngài, luôn luôn mãi mãi dành cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban như món quà. Tình yêu Chúa ban cho tuyệt vời thay, niềm hạnh phúc Cha ban như món quà. Đây hai trái tim mang theo tình yêu mãi mãi, tình yêu Chúa kết ước cho chính hai bạn hôm nay. Này tình yêu Giêsu ban cho, hãy gìn giữ luôn bền lâu, và yêu thương quan tâm sẻ chia mọi buồn vui hay lúc ôm đau, luôn luôn mãi mãi dâng cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã nguyện cao Cha yêu thương ban cho tình yêu lứa đôi bên lâu, trọn đời yêu thương nhau mãi luôn, từ ngày sống xứng đáng cho Ngài, luôn luôn mãi mãi dành cho Ngài hạnh phúc khiến Cha vui lòng và cảm tạ Chúa mỗi ngày về tình yêu Ngài đã ban như món. Quý vị trong hội trường cho chúng tôi một phút yên lặng để tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Chúa Cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa đã cứu chuộc mỗi chúng con được trở nên con của Ngài, trong đó có thầy Đỗ Thế Tinh và cô Đinh Thị Thùy Dung. Tạ ơn Chúa trong tình yêu của Ngài, Chúa cũng đã kết hiệp đôi bạn nên nghĩa vợ chồng, và sáng nay hôn lễ được diễn ra tại thánh đường Tin Lành Phong Thử cách phước hạnh trong sự hiện diện ban phước của Chúa. Trưa hôm nay gia đình họ nhà trai tổ chức bữa tiệc cưới này để tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn hết thảy chúng con. Trước khi chúng con nhận lãnh những vật thực Chúa ban cho, chúng con tạ ơn Ngài, xin Chúa ban phước lại trên gia đình họ nhà trai nhà gái cũng như mỗi chúng con luôn biết ơn Chúa vì Đấng đã tạo dựng và ban phước cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và xin Chúa cũng ban phước cho đôi gia đình mới Đỗ Thế Tinh và Đinh Thị Thùy Dung trong ơn lành của Chúa trong hôn nhân. Chúng con biết ơn Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị cùng an tọa và chúng ta sẽ cùng dùng bữa với nhau. Thật là vui bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong niềm hân hoan bởi vì họ đã được nên nghĩa vợ chồng. Kính thưa quý vị, Thế Tinh và Thùy Dung sau nhiều năm tìm hiểu, họ đã quyết định tiến đến hôn nhân. Và sáng hôm nay tại Thánh đường Tin Lành Phong Thử, hai bạn đã được kết hợp trong hôn lễ thánh của các phước hạnh. Và giờ này chúng ta có mặt tại đây để chung vui với hai bên gia đình và đặc biệt là cô dâu và chú rể trong những cái thời khắc rất là ý nghĩa cùng với họ. Và bây giờ chúng ta cùng sẽ hướng về phía bên dưới để chào đón cô dâu và chú rể Thế Tinh và Thùy Dung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tràng pháo tay thật lớn cho cô dâu và chú rể. Họ đã dành cho nhau những tình cảm đắm say nhất. Có thể là Thế Tinh và Thùy Dung đã nhiều lần bước chung với nhau, nhưng hôm nay họ cùng sải bước bên nhau trong hạnh phúc vô bờ. Vì bây giờ hai không phải là hai nữa mà là một, một sự kết hợp hoàn hảo mà Thiên Chúa đã ban cho Thế Tinh và người vợ yêu dấu của mình. Đây là người mà Chúa chọn cho mình và sẽ chung thủy với nhau suốt cuộc đời. Xin giới thiệu với tất cả hôm trời chúng ta, chú rể Đỗ Thế Tinh và cô dâu của chúng ta, một sơn nữ rất dễ thương đến từ Đông Giang, đó là cô thiếu nữ Cà Tu Đinh Thị Thùy Dung, rất là dễ thương và xinh đẹp. Và hai bạn ngày hôm nay trình diện với tất cả chúng ta. Và bây giờ hai bạn sẽ đến với ổ bánh cưới, để rồi từ nay cả hai trong bước đường đời sẽ chia ngọt sẽ bùi cùng nhau một gia đình ở trong Chúa. Và Chúa sẽ ban phước các bạn trải qua những thăng trầm cuộc sống cùng với nhau, và mỗi ngày được hạnh phúc, được viên mãn ở trong tình yêu mà Chúa ban cho. Xin mời hai bạn tất cả nắm tình trưng. Tôi xin kính chào con cái của Chúa cùng bà con hai họ và quý quan khách. Tôi xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã kết hiệp vợ chồng chúng tôi để nên nghĩa vợ chồng ngày vui hôm nay. Và quý vị đã đến đây chung vui cùng ngày hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Chúng tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin giới thiệu ông bà Đỗ Thế Hùng, đó là song thân của chú rể, và ông bà Đinh Văn Ru là song thân của dâu. Xin mời tứ thân phụ mẫu cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin tất cả hội trường chúng ta dành tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng, và chúng ta cùng chúc phúc cho hai bên gia đình họ Đỗ và họ Đinh. Hai bạn của chúng ta ngày hôm nay nên nghĩa vợ chồng, và ước mong rằng tình xưa gia, mối thâm tình ở trong hội thánh cũng sẽ càng ngày càng được tốt đẹp đường sắp tới. Xin giới thiệu toàn thể hội trường chúng ta, song thân của cô dâu ông bà Đinh Văn Ru và song thân của chú rể ông bà Đỗ Thế Hùng. Ông Đỗ Thế Hùng sẽ thay cho hai bên gia đình sẽ có lời chào mừng và cảm ơn quý vị quan khách đã dành thời giờ rất quý báu của mình đến đây ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách. Tôi đại diện thay mặt cho hai bên gia đình cảm ơn hai bên gia đình, bốn bên nội ngoại, bà con thân tộc, tình làng nghĩa xóm, bà con rất là thân thương và quý khách rất là yêu mến đến với gia đình của chúng tôi. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm cái gì, trong ngày hôm nay cũng sắp xếp thời gian để về dự chương trình lễ thành hôn cho hai con chúng tôi và tiệc chúc mừng trưa hôm nay. Gia đình chúng tôi rất ghi nhận, tôi không biết nói gì hơn. Cầu xin chúc cho toàn thể quý khách mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Trong lúc tổ chức chương trình lễ thành hôn buổi sáng nay cũng không tránh khỏi sự thiếu sót nhất định. Vì tình yêu thương, bà con thông cảm bỏ qua. Và cuối cùng, xin chúc hết thảy chúng ta có một buổi trưa thật là vui vẻ và ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Và thì giờ này, chú rể cũng có lời thay cho hai cô dâu và chú rể. Cảm ơn ba mẹ hai bên mà trao món quà thân ái cho song thân. Thưa ba má, ba má vợ của con, cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng con được đến với nhau, và cũng nhờ sự giúp đỡ của đôi bên gia đình và sự chăm sóc dưỡng dục đến ngày hôm nay để tụi con kết hiệp lại với nhau ở trong Chúa, thì con cảm tạ ơn Chúa và con cảm ơn ba má rất là nhiều. Cảm ơn ba má vợ, ba má ruột của con. Con xin hết. Thật là xúc động, bởi vì cái tình cảm thì rất là trang chứa, nhưng mà cũng chỉ thể nói là con cảm ơn. Và bây giờ cô dâu sẽ cùng nhau tặng món quà cho gia đình hai bên. Cô dâu sẽ tặng cho ba mẹ chú rể và chú rể tặng cô dâu. Cảm ơn song thân của cô dâu chú rể đã đón nhận tình yêu, sự hiếu thảo
và tấm chân tình mà cô dâu chú rể dành cho mình. Xin chúc ban phước. Thì giờ này xin mời Tứ Thanh Phụ Mẫu sẽ cùng chung vui với hôn trường. Và trân trọng kính mời ông ngoại của chú rể sẽ có đôi lời. Thì trong thời giờ này tôi cũng có một vài lời để khích lệ và chúc mừng hai cháu. Ngày vui đã đến đây rồi, hôm nay vui mừng quá đi thôi. Nguyện cầu xin Chúa ban ơn, ban phước mới trên gia đình mới. Vài sinh vài hướng tới tương lai, trước đây hai nhưng hôm nay là một, cùng nhau sống tốt. Lời của Chúa dạy buổi sống mai nay, tay nắm tay giữ vẹn chữ đồng, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến tuổi bọt đầu còn thương. Ông ngoại chúc cho hai cháu từ đây chung bước chung đường, dạng đồng chung thủy trọn đời thương nhau. Và một lời chúc thiết thực nhất trong cuộc sống đời thường hàng ngày là thương nhau cao sáu bữa ba, đừng đem cao sáu bữa ra là mười. Xin chào quý vị. Mọi người đang với gia đình từ quá đi rơi nước mắt luôn. Và tiếp tục thì có những người bạn rất là thân thương từ Sài Gòn cũng như Đồng Nai, Long Khánh cũng có về dự sáng hôm nay, rất là vui. Vì cái đó mà xin giới thiệu các bạn đã có mặt hôm nay, đã dành những tình cảm ưu ái đối với lại gia đình của Thế Hùng Ánh Nga. Bạn Thí, bạn Chương là những bạn đã ở xa, và các anh chị em cũng có rất nhiều những tình cảm ưu ái. Bởi vậy mà chúng tôi rất ghi nhận những điều dành cho gia đình chúng tôi sáng hôm nay. Tôi không thể nào cầm nước mắt được vì quá mừng. Một ngày hội cưới của toàn dân mà chính gia đình của tôi thấy mọi người đến đông mừng quá. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chúc mọi người vui vẻ và ngon miệng. Xin mời những người hết sức đặc biệt lên đây để mà gia đình cùng chung vui. Để giờ đây thôi không còn cái xa. Cảm ơn người đã đến như tia nắng, bước trên con phố quen vai kề vai, mình cùng nhau tay trong vòng tay qua bao tháng ngày. Trái tim này mãi mãi trao về nhau, sẽ chia bao sớm vui một ngày sau. Nguyện cùng đi trên con đường xa qua bao mọi khó nguy, ta thuộc về nhau. Tìm về bên cửa tình yêu, kia bóng đêm đã dần xa, còn ở đây bao ngày vui kể từ nay. Bà Thị Dung. Xin cảm ơn. Còn bây giờ cô dâu và chú rể cùng Tứ Thanh Phụ Mẫu sẽ xuống chung vui với hôn trường với những người bạn thân đặc biệt, và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Lời ta hát, lời cảm ơn từ sâu thẳm của trái tim. Tình yêu thương ta chia nhau giây phút này và giữ cho nhau về sau. Chia cho nhau, đi bên nhau và nhớ đến nhau trong lời chúng ta.
lời ta hát lời cảm ơn từ sâu thẳm của trái tim, tình yêu thương ta chia nhau giây phút này và giữ cho nhau về sau. Gọi yêu dấu về thắm lên ngàn mơ ước dệt khúc ca, trái tim tình yêu cha ban cho, ôi sao tuyệt vời hạnh phúc mãi trong nhà cha. Tình yêu cha ban cho, ôi sao tuyệt vời hạnh phúc mãi trong nhà cha. Thánh đường quỳ bên cạnh nhau cùng thấy
thương thầy đời ta vang tiếng ca dìu nhau bước vui trên đường hoa dìu nhau cùng bước trên đường mờ đầy hoa từng đàn chim chào đón ta bằng khúc cương tình ca cây xanh túi nghiền với lại chị Dung. Hy vọng là anh Tiên với chị Dung thì luôn yêu thương nhau cũng như là luôn giúp đỡ nhau để hầu được Chúa một cách hết lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì đẹp hơn khi tình yêu ở trong tình ngài? Có gì đẹp hơn khi tình yêu có chung niềm tin? Bao lần đứng ngóng và chờ mong tình vui cuộc đời, nay được thương xót, được tìm đến với người yêu thương. Có gì đẹp hơn khi cùng nhau bước vào đền thờ? Có gì đẹp hơn tay cầm tay tiến về nơi thánh? Chân thành trước Chúa rằng từ nay đi chung một đường. Ôi thật hạnh phúc, nào cùng hát lên lời hoan ca. Dẫu vẫn biết tháng ngày dài đầy những trông gai, có nắng ấm cũng có ngày mùa đông lạnh giá. Có khôn khó, có những ngày đầy những âu lo. Cứ vững tin vẫn một lòng vượt qua mọi giông tố. Sẽ mai không phải tàn dù cuộc đời luôn phong ba. Lòng sẽ mãi không thay dày vì tình người trong tay cha. Người cùng đi trên con đường dài, cùng vượt qua mấy ngàn sóng gió. Người sống với nhau chân thành, nguyện trọn đời yêu thương nhau. Người sống với nhau vương phục và cùng truyền giáo dân cha. Cầu xin cha ban cho tình người đẹp mãi không bao giờ phôi phai. Đẹp hơn khi tình yêu ở trong tình ngài. Có gì đẹp hơn khi tình yêu có chung niềm tin? Bao lần đứng ngóng và chờ mong tin vui cuộc đời, nay được thương xót, được tìm đến với người yêu thương. Có gì đẹp hơn khi cùng nhau bước vào đền thờ? Có gì đẹp hơn tay cầm tay tiến về nơi thánh? Chân thành trước Chúa rằng từ nay đi chung một đường. Ôi thật hạnh phúc, nào cùng hát lên lời hoan ca. Dẫu vẫn biết tháng ngày dài đời những trông gai, có nắng ấm cũng có ngày mùa đông lạnh giá. Có không khó, có những ngày đầy những âu lo. Cứ vững tin vẫn một lòng vượt qua mọi giông tố. Tình sẽ mãi không phải tàn dù cuộc đời luôn phong ba. Lòng sẽ mãi không thay rời tùy tình người trong tay cha. Người cùng đi trên con đường dài, cùng vượt qua mấy ngàn sóng gió. Người sống với nhau chân thành, nguyện trọn đời yêu thương nhau. Người sống với nhau vững phục và cùng truyền giáo dạy cha. Cầu xin cha ban cho tình người đẹp mãi không bao giờ phôi phai. Cầu xin cha ban cho